Xin chào tất cả các bác, chào tất cả các anh em. Nay em lại có một ít máy điện 220 nhé. Toàn bộ là máy điện 220. Các bác lưu ý cho em là toàn bộ là máy điện 220. Các bác đỡ phải hỏi lại nhiều bác, em đã nói rõ rồi nhưng mà các bác xem không kỹ thì các bác vẫn cứ hỏi lại em. Nó rất là mất nhiều thời gian. Còn ví dụ như video nào mà có cái máy điện 100V, em đã nói đi nói lại là nó là điện 100V rồi, các bác không bao giờ có thể nhầm được. Nên là cái này mà em không nói điện 100V thì các bác cứ yên tâm, nó là điện 220. Tất cả các máy ở đây đều điện 220 hết. Thì vẫn là như vậy thôi. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0326 106122. Em có sử dụng Zalo và không chặn cuộc gọi từ người lạ. Các bác không cần kết bạn, các bác muốn gọi cho em bình thường. Đây là clip thứ 3 của em trong cái năm 2023 này. Mỗi một năm thì em lại đánh dấu một cái quyển sổ mới. Và quyển sổ mới thì nó sẽ bắt đầu từ con số 1, chứ em không có đánh dấu là clip thứ 100 bao nhiêu hay là 400 bao nhiêu, thì nó nhiều khi nó rất là dài dòng. Một năm thì em lại quay lại con số 1. Và cũng tiếp theo là con số 1 đây của em, nó là như nhau nhé các bác nhé. Em rất nhiều cái loại dây này nó thích hợp đấu để sử dụng máy mài máy cắt nhé. Nó vào khoảng 2m4. Đây, toàn bộ nó là khoảng 2m4 nhá, nó dung size 2m35 hoặc là 2m45, có dây 2m rưỡi. Thế nhưng mà em cứ lấy chung nó là 2m4. Là 50.000 một sợi này nhá các bác nhá. Mà tất cả mặt hàng ở đây là em bao cước phí vận chuyển với những đơn 100k trở lên. Ví dụ bác lấy một sợi này em không bao ship được này. Đấy, bác đồng ý thì em gửi cho bác chịu cước phí 50k một sợi nha các bác nha. Đấy, em cứ tượng trưng mẫu như này cho các bác thôi, nó tương ứng giống nhau, tương đối. Mã số 1 50k một sợi. Mã số 2, sợi này là 3m9 nha. Sợi này là 3m9 này, 120k. Dây ba lõi nha các bác nhé. Các bác cứ nhìn cái dây đầu ổ cắm mà nó có cái dây mát này, nó là dây ba lõi này. Các bác về có thể đấu điện ba pha bình thường. Đấy, các bác cắt vứt bỏ cái này đi. Và cái đầu này bác nó có ba dây đấy, các bác đấu điện ba pha bình thường. Đây, dây này vỏ ngoài nó cỡ chừng 1 phân nhé các bác nhé. Số 2 120k. Số 3 cũng như vậy thôi, 130k. Chiều dài là 4m4 nha các bác nhé, 4m4. Số 4 này, 140k. Chiều dài 4m7. Dây toàn bộ là 3 lõi tất nha các bác nhé. Số 5. Đây các bác dùng quen rồi, các bác cứ nhìn cái dây máy này. Dây này toàn bộ dây phích cắm này của em là dây máy Nhật hết nhé các bác nhé. Dây Nhật hết. Con này là công tắc đuôi nha các bạn nhé. Con này có cái màng lọc ở đây này, hai bên nhé, hai bên đều có màng lọc hết. Số 5 300k, bao cước phí vận chuyển.
Số 6. Còn con máy này là nguyên bản nha các bác nhá. Nguyên bản nhưng mỗi phích cắm là không zin thôi. Dây zin luôn. Bác nào trước khi có ý định chốt con máy này thì check hộ em xem cái mã GA4030 này xem bao nhiêu tiền đấy nhá. Em cũng không giục các bác nào phải chốt ngay đâu. 4030 các bác check xem bao nhiêu tiền đã. Đây hình thức con máy như này. Nguyên bản nhé. Nguyên bản từ con ốc. Em cũng đang dùng một con máy như thế này nhưng mà nó lại là công tắc đít cơ. Nhưng con này nó hơn cái này là công tắc cạnh. Công tắc cạnh này là các bác dùng rất là thuận tiện. Nhất là các bác làm cầu thang ấy. Một tay mình phải giữ một cái vật mình cần mài chẳng hạn, thì một tay này mình cầm cái này. Mà cái máy này nó là thân nhỏ, thân nhỏ, cầm rất là vừa vặn. Máy xịn zin số 6 này để cho các bác 550k. Còn các bác phải check xem nó là bao nhiêu tiền, máy mới nó là bao nhiêu tiền. Tất nhiên là có những bác bảo sao máy cũ nó bì máy mới được. Em có bì đâu mà em bảo các bác là check xem nó là bao, máy mới bao nhiêu tiền. Còn cái máy cũ này bì sao máy mới, nếu bì máy mới thì em đã bán giá mới, bán chưa bằng một nửa tiền. Mà cái chất lượng máy thì các bác nhìn thì biết bao nhiêu phần trăm, các bác biết rồi. Số 7 là một con mài bót. Đây dây đây các bác nhé, dây các bác nhìn có dây mát này, các bác biết rồi. Tất nhiên là cũng có cái để nó không có dây mát đâu. Số 7 320k bao cước phí vận chuyển. Số 8. Đây dây đây các bác nhìn. Nếu các bác dùng quen rồi thì các bác nhìn cái phích dẹt này là các bác biết rồi. Và cái dây mát là các bác biết rồi. Dây này nó cực kỳ nhũn luôn. Số 8 300k bao cước phí vận chuyển. Số 9. Bay dây đây các bác. Cái dây này dây kẹp mát nha, các bác về có thể cắt nó ra vứt luôn. Vì Việt Nam mình không có dùng kẹp mát.
Con máy này là con máy FEG nha các bác nhé. Máy FEG số 9 này 320k. Các bác phải nên hiểu rằng đây cái dây của nó đây, dây này cũng giống nhau cả thôi. Đây các bác nhìn này, mà dây này là em bán 50k. Đấy, độ dài tương ứng. Dây đấy em bán 50k thì cái dây này em đấu vào cái máy này rồi, các bác biết là cái giá trị cái máy này nó còn là bao nhiêu. Đấy, em không cần diễn giải nhiều, các bác hiểu thế thôi. Cái giá trị của cái máy này nó còn bao nhiêu tiền đâu. 50k kia là còn không có bao cước phí vận chuyển nhá. Đấy, còn cái máy này 320k mà đã bao cước phí vận chuyển. Cái dây này chắc các bác dùng rồi thì biết. Số 10 thì cũng như vậy thôi, dây nó cũng là như vậy, dây rất đẹp, dây Hitachi xịn luôn, rất nhún. Số 10 320k bao cước phí vận chuyển. Con này là nó dây theo máy nhé các bác nhé. Số 11 300k bao cước phí vận chuyển. Số 12 có một con duy nhất. Con này hiệu là Kinko nhé. Kinko. Đầu kẹp 13 ly. Khoan gỗ 2 chức năng. Có điều tốc, có đảo chiều. Đầu không kẹp nha. Đây là lớp khoan gỗ, đây là khoan tường này. Đây, khoan tường đây. Một nắp khoan gỗ, một nắp khoan tường, có điều tốc, có đảo chiều, đầu kẹp 13 ly. Công suất là 710W. Bằng con khoan bê tông đấy. Giá 380k. Bác nào dùng gia đình con này tuyệt vời luôn. Nhiều bác dặn em cái video trước là dặn em có con khoan như thế này thì điện, nhưng mà thật ra mà nói là em bây giờ không còn nhớ được số điện thoại đâu. Nên các bác xem được thì cũng thông cảm, em không nhớ được. Để mà lưu số điện thoại của các bác thì nó khó lắm. Một video là mỗi video lưu mấy số thì em không biết xóa đâu hết được. Số 13 là một con khoan bê tông 3 chức năng, có đảo chiều nhé. Hiệu là Senkan. 650W nha các bác nhé. 3 chức năng các bác nhé. 3 chức năng có đảo chiều.
đầu khít quá. Đây là đục bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Ok rồi nha. Đầu này nó bị lúc đầu thế thôi. Đấy, khoan cái là nó ok rồi. Ok. Số 13 500k. Số 14 cũng là một con khoan bê tông 3 chức năng. Đây là lớp khoan gỗ này. Đây lớp khoan bê tông này. Đây là lớp bục bê tông này. Điều tốc đây. Con này không có đảo chiều các bác nhé. Con này không có đảo chiều. Số 14 460k. Số 15 dây dẫn nhũn vô cùng. Đây là đục bê tông này. Đây là khoan bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Chiều tốc đây. Số 15 460k. Bao cước phí vận chuyển. Số 16 là khoan bê tông này. Đây là đục bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Số 16 500k bao cước phí vận chuyển. Con này nó có cái tay nắm ở đây thì em cứ để nguyên như thế thôi. Còn cái nào nó không có là không có đâu nha các bác nha. Đây dây đây các bác nha. Số 16 500k bao cước phí vận chuyển. Số 17. Số 17 là con đục bê tông 17 ly. Đục này chuyên dụng các bác nhé.
con này là sen can này, hiệu là sen can này, các bác nào dùng rồi thì biết. Đây dây đây, dây rất xịn sò mà dây to nhé, dây này to một phần đấy. Phần điện phần cơ thì nó quá ok luôn. Đây hình thức đây. Số 17. Đục 17 ly hiệu Sencan 800k. 800k bao cước phí vận chuyển các bác nhé. Đây dây đây, dây này các bác về khỏi nghĩ luôn. Không may có đục vào cũng không lo nó đứt đâu. Cái này cực kỳ dài luôn. Rẻ như dây cao su luôn. Đấy, hình thức các bác nhìn đấy. Còn tương đối. Số 18. Cũng là một con đục 17 ly. Dây này là dây em đấu mới nhé, dài 3 mét. Máy này các bác dùng yên tâm, em vệ sinh rất kỹ càng. Riêng về chuyên môn về máy thì các bác cứ yên tâm. Có bất kỳ một cái trục trặc thì trong vòng một tháng đầu em sẽ bảo hành cho các bác 1-1 nha các bác nhé. Bác yên tâm là như thế, em sẽ đổi cho các bác. Số 18 này 750k. Số 18 750k bao cước phí vận chuyển. Không có đơn vị nào bán với cái giá như vậy mà bao cước phí vận chuyển đâu các bác nhé. Các bác cứ xem cho kỹ. Bây thời tiết là trời nó nồm nó ẩm. Các bác nào mà dùng cái máy sấy không, em này em hiện giờ em đang dùng con như thế này, rất là hiệu quả các bác nhé. Đây là máy sấy là bằng dầu nha các bác nhé. Ở trong là toàn bộ bằng dầu. Kể cả các bác dùng thay cho điều hòa mùa đông ấy, nó không bao giờ khô da như điều hòa đâu. Em có điều hòa hai chiều đấy, thế nhưng em còn dùng cái này không. Sấy quần áo rất là hiệu quả. Con này em thanh lý đây này, trước em bán 1.200.000 này, bây giờ em bán 900 này. Trước em bán là 1.200.000 đấy. Em thanh lý là 900k. Em vẫn đang dùng con như thế này. Và vậy vừa rồi là sấy quần áo rất là tuyệt vời. Đổ tự ngắt nhé con nhé. Đổ tự ngắt hoặc là đủ nhiệt tự ngắt, các bác yên tâm sử dụng. Không bao giờ khô da như điều hòa đâu. Em cũng cái chế độ điều hòa của mùa đông mà chế độ nóng là em cũng không dùng. Em chỉ bật cái này thôi, chưa bong chóc sơn nhé, đây là bụi bẩn thôi. 900k. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Có là cần mua gì thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0326 106 122. Mọi thông tin của em ở trên tấm biển này. Các bác có thể chụp màn hình lại.
chủ tài khoản là em nhé. Bác nào mà có nhu cầu chuyển khoản ấy, những cái máy nặng máy to này chuyển cọc cho em thì chủ tài khoản là em, là Nguyễn Thanh Sơn nhé. Em ghi như thế này là ngân hàng Agribank của thị xã Duy Tiên nhé. Các bác này bảo cứ tên là Duy Tiên à, không không phải đâu, tên em là Nguyễn Thanh Sơn, ngân hàng Agribank thị xã Duy Tiên. Em không muốn ghi nó dài dòng và thêm chữ TX vào đây nữa nên em ghi tắt luôn. Duy Tiên tài khoản là 2903 2051 94 121. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.